Bản tin quân sự thế giới hôm nay có những thông tin nổi bật sau. Tập đoàn nhà nước Ukrobotprom của Ukraine đang nghiên cứu phát triển và sản xuất đạn pháo 155mm theo tiêu chuẩn Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương. Cựu Thủ tướng Anh Boris Johnson đột ngột xin từ bỏ tư cách nghị sĩ Quốc hội nhằm phản đối một cuộc điều tra nhằm vào ông. Nhà Trắng cho rằng, Nga dường như đang tăng cường hợp tác quốc phòng với Iran và đã nhận được hàng trăm máy bay không người lái. Có thể bây giờ Đức và Pháp sẽ chia sẻ thị trường tàu ngầm Ấn Độ, nơi từng được coi là sân nhà của tàu ngầm Nga. Sau đây là nội dung chi tiết. Tập đoàn nhà nước Ukrobotprom của Ukraine đang nghiên cứu phát triển và sản xuất đạn pháo 155mm theo tiêu chuẩn Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, NATO. Trong cuộc họp về sản xuất vũ khí và thiết bị cho nhu cầu của lực lượng an ninh và quốc phòng Ukraine, người phát ngôn của Ukrobotprom, Natalia Set cho biết, Ukrobotprom đã thành thạo việc sản xuất đạn cối 82mm, đạn pháo 122mm và 152mm, cũng như đạn xe tăng 125mm. Hiện tại, công việc chế tạo cỡ lòng 155mm theo tiêu chuẩn NATO vẫn tiếp tục. Bà Natalia Set cũng tiết lộ rằng, hiện nay các doanh nghiệp của tập đoàn cùng với đối tác có thể đưa sản lượng đạn hàng tháng đạt mức sản xuất vài chục nghìn quả đạn pháo. Trong những năm gần đây, đạn pháo 155mm của NATO đã trở nên phổ biến bởi độ chính xác cao, tầm bắn xa và lực sát thương lớn. Những viên đạn này được thiết kế để bắn từ nhiều loại bệ pháo, bao gồm pháo tự hành, pháo kéo và hệ thống pháo gắn trên xe bọc thép. Đạn pháo 155mm của NATO cung cấp cho quân đội Ukraine khả năng tấn công các mục tiêu ở khoảng cách lên đến 30km. Phạm vi mở rộng này cho phép các đơn vị pháo binh hỗ trợ hiệu quả hoạt động trên mặt đất, tấn công các mục tiêu từ khoảng cách an toàn, giảm thiểu rủi ro cho các lực lượng chiến đấu. Một trong những tiến bộ đáng chú ý nhất trong công nghệ pháo binh hiện đại là việc tích hợp các hệ thống dẫn đường chính xác và đạn 155mm. Với việc tích hợp GPS và hệ thống định vị quan tính, những viên đạn này có thể nhắm vào mục tiêu với độ chính xác đặc biệt. Đạn pháo 155mm theo tiêu chuẩn NATO cung cấp nhiều tùy chọn tài trọng, bao gồm cả đạn nổ mạnh, he, khói, chiếu sáng và đạn trùng. Quân đội có thể điều chỉnh trọng tài dựa trên yêu cầu nhiệm vụ và tình huống chiến đấu, mang lại cho họ sự linh hoạt trên chiến trường. Cựu Thủ tướng Anh Boris Johnson đột ngột xin từ bỏ tư cách nghị sĩ Quốc hội nhằm phản đối một cuộc điều tra nhằm vào ông. Ủy ban đặc quyền, cơ quan chuyên trách kỷ luật của Quốc hội Anh, đang điều tra xem ông Johnson có lừa dối Hạ viện về các bữa tiệc tại dinh Thủ tướng trong thời gian nước này thực hiện các biện pháp hạn chế nhằm phòng chống đại dịch COVID-19 hay không. Theo Reuters, sau khi nhận được một bức thư mật từ Ủy ban Quốc hội, cựu Thủ tướng cáo buộc các nhà lập pháp đang xúc tiến điều tra nhằm chấm dứt sự nghiệp chính trị của ông. Tôi đang bị một số ít người buộc phải ra đi mà không có bằng chứng chứng minh cho những khẳng định của họ, ông Johnson cho biết trong thông báo quyết định từ chức ngày 9 tháng 6. Theo Reuters, Ủy ban đặc quyền của Quốc hội Anh có quyền đề nghị đình chỉ tư cách nghị sĩ của ông Johnson. Nếu việc đình chỉ kéo dài hơn 10 ngày, các cử tri trong khu vực bầu cử của cựu Thủ tướng có thể yêu cầu ông tái ứng cử để tiếp tục làm đại diện cho họ trong cơ quan lập pháp. Bản thân ông Johnson ám chỉ có thể trở lại chính trường sau tuyên bố ông sẽ rời Quốc hội vào thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, một số nhà phân tích nhận định, quyết định từ chức có thể đặt dấu chấm hết cho sự nghiệp chính trị kéo dài 22 năm qua của ông Johnson. Động thái cũng khơi lại những chia rẽ sâu sắc trong đảng bảo thủ cầm quyền trước thềm cuộc tổng tuyển cử dự kiến vào năm sau. Nhà Trắng cho rằng, Nga dường như đang tăng cường hợp tác quốc phòng với Iran và đã nhận được hàng trăm máy bay không người lái. Nhà Trắng dẫn nguồn tin mật ngày 9 tháng 6 nói rằng, hàng trăm UAV sát thủ do Iran sản xuất đã được vận chuyển qua biển Caspi và được lực lượng Nga sử dụng trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Những tuần gần đây, Nga sử dụng các UAV sát thủ của Iran để tấn công Kiev. Quan hệ hợp tác quân sự giữa Nga và Iran dường như ngày càng sâu sắc. Chúng tôi cũng lo ngại việc Nga hợp tác với Iran để sản xuất UAV trên đất Nga, người phát ngôn Nhà Trắng John Kirby nói. Theo ông Kirby, Mỹ đã nắm được thông tin Nga đang nhận vật liệu từ Iran dùng để xây dựng nhà máy chế tạo UAV. Nhà máy này có thể vận hành hoàn toàn vào đầu năm 2024. Chúng tôi sẽ công bố hình ảnh vệ tinh về vị trí dự kiến của nhà máy sản xuất UAV này tại đặc khu kinh tế Alabuga của Nga, ông cho biết. Ông Kirby cho hay, sự hỗ trợ giữa Iran và Nga đang diễn ra theo cả hai hướng, khi Iran đang muốn mua các thiết bị quân sự trị giá hàng tỷ USD từ Nga, trong đó có cả máy bay trực thăng và radar. Ông nhấn mạnh, việc Tehran chuyển giao UAV là vi phạm các quy tắc của Liên Hợp Quốc. Iran thừa nhận từng chuyển UAV cho Nga nhưng là trước khi Moscow mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Trong khi đó, Moscow phủ nhận dùng UAV của Iran ở Ukraine. Để đáp trả, Quốc hội Ukraine hôm 29 tháng 5 đã thông qua đạo luật trừng phạt Iran trong 50 năm. Theo đạo luật này, hàng hóa của Iran sẽ bị cấm vận chuyển qua lãnh thổ Ukraine. Không phận Ukraine cũng sẽ đóng cửa với các máy bay mang quốc tịch Iran. Bên cạnh đó, các lệnh cấm liên quan đến xuất nhập khẩu,
tài chính và kỹ thuật sẽ được Kiev đưa ra nhằm vào Tehran cùng các công dân của Iran. Tập đoàn ThyssenKrupp Marine System AG của Đức và công ty Mazagon Dock Shipbuilder Ltd của Ấn Độ đã đồng ý cùng nhau chế tạo tàu ngầm Diezhenian cho Hải quân Ấn Độ. Tổng cộng có 6 tàu ngầm sẽ được chế tạo, giá trị của hợp đồng là 5,2 tỷ đô la Mỹ, tờ Bloomberg cho biết. ThyssenKrupp AG sẽ phát triển một loại tàu ngầm mới cho khách hàng dựa trên dòng tay 212 hiện có và những người thực hiện công việc trực tiếp sẽ là các chuyên gia Ấn Độ. Hiện vẫn chưa biết sẽ mất bao lâu để những chiếc chiến hạm nói trên được bàn giao cho Hải quân Ấn Độ. Nhưng cần lưu ý rằng ThyssenKrupp AG đã giành được hợp đồng từ tập đoàn Navantia của Tây Ban Nha và Daewoo của Hàn Quốc. Tàu ngầm Shizuma của Hải quân Ấn Độ được đóng trên cơ sở tay 209 phần 1500 của Đức. Tin tức này rất quan trọng bởi vì Nga, vốn được coi là nhà cung cấp truyền thống cho thị trường vũ khí này, cuối cùng đã bị vuột mất hợp đồng mua sắm tàu ngầm mới của Hải quân Ấn Độ, bất chấp đã cố gắng chào hàng chiếc AMUA-1650 được tạo ra trên cơ sở dự án 677 Lada. Nhưng có vẻ những gì diễn ra trong thực tế đã khiến phía các công ty Nga thất bại, bởi vì chính Hải quân Nga đã cho ngừng hoạt động tàu ngầm dẫn đầu của dự án 677 chiếc B-585 St. Petersburg khi con tàu liên tục gặp lỗi. Tin tức này cũng rất đáng lưu ý vì ít nhất nó cho thấy nỗ lực của Đức nhằm giành được chỗ đứng trên thị trường vũ khí Ấn Độ, nơi mà Pháp cũng đang cố gắng chiếm lĩnh theo cách của mình. Tôi là Nam Phong và Vũ Nga Hằng, đến từ kênh truyền thông X51. Cảm ơn các bạn đã xem bản tin.